Ok, chào các bạn nhé. Hôm nay mình giới thiệu cho các bạn biết đây là cái tư thế hàn 6G các bạn ạ. Đây là hàn 6G, hàn que nhá. Đây là người ta nó sẽ nó tích một lớp rồi, nó tích vào lớp phát ban rồi. Bây giờ là đây lớp phủ que bên ngoài đây. Sẽ que sơ sơ vào bóng đây. Để chế độ check 45 độ. Đó, đây là ống 8 inch các bạn. Đó. Và đây hàn sẽ hàn đầu tiên sẽ hàn từ dưới gầm này, bắt đầu hàn từ dưới gầm này, một nửa ở giữa chúng giữa này là hàn lên trên đến đỉnh đây. Sau đó lại sang bên này. Sau đó lại sang bên này và nó cũng hàn từ dưới đỉnh dưới giữa tâm giữa đây và kéo lên đến trên này. Hàn khi nào nó bằng mặt. Bằng mặt đây sau đó là thế là cơ bình, các anh sẽ cơ bình chắc là hai con nhỉ. Đây là anh Hưng Ngáo Quảng Bình nhá. Rồi ok, là em hàn đi sẵn nào, muốn khuê được mấy tiếng xong à, chắc phải 2 tiếng cứ xong các bạn ạ. Hiện mình và mọi người đây là đang làm việc ở bên Ả Rập Xê Út các bạn nhá, làm cho Aramco. Thì bây giờ là máy hàn. Như đang đi lớp hot bath thì cái qua hàn 32 thì đang ở mức để nó điện đây là đi 125 ampere. Điện dòng điện này không xoay chiều các bạn ạ, điện một chiều. Đấy. Vậy là đã xong một lửa. Xong một lửa đấy, đây là lớp hàn que đấy. Sau đó lại sang bên này. Không được xoay phôi các bạn nhá. Cái phôi lúc là mình thi nó sẽ tương tự như thế này luôn. Đây là phôi đang học hàn thôi. Lúc đầu như các bạn thấy đây là cái que hàn nó dài ý, thì một tay bắt cầm kìm hàn và như đây một tay cầm kìm hàn đây và một tay trên này mình sẽ đỡ ngón tay vào cái que kia, cầm giữ cái que kia, sau đó mình kéo tuột gần tay xuống hàn đầu mình kéo tuột xuống đấy cho nó que nó chắc, nó không bị rung lắc, nó không bị vẩy ra ngoài. Đấy, số đã hàn là 1621. Hưng Ngáo Quảng Bình. Cái gì là đẹp trai. Năm nay anh mới có 22 tuổi thôi. Đó các bạn. Đấy một que là đây được là 1/4 ống các bạn. Chỉ cần một que nữa là đến hết giữa ống này luôn. Bên trong này là logic các bạn, đây là logic này. Bên trong logic đây là hàn nó hot bát, nó đỏ ở trong.
Đủ que không? Thiếu một tí que nữa. Đây các bạn nhé, đây là lớp phát bát đây các bạn. Và sau đấy nó từ đây là hàn thêm hai lớp nữa sẽ bằng mặt. Cái bằng mặt này sau nó sẽ kéo bình các bạn. Đây là lớp thứ ba các bạn nhé, một lớp hàn tích, sau đó là một lớp que hot bath và lớp thứ hai đây, còn lớp thứ tư sẽ bằng mặt, sau đó là lớp thứ năm sẽ là lớp kép. Đây là lớp hot knot hàn tích bên trong các bạn, khe hở 4 đi vào đây nó tròn xoe luôn các bạn. Rất chi là đẹp.